Đề bài nói là trình bày sự thay đổi thể tích lồng ngực trong các cử động hô hấp. Thì khi mà hít vào thì thể tích lồng ngực nó sẽ tăng cái ba chiều, là chiều từ trên xuống dưới, chiều từ trên xuống dưới này. Chiều thứ hai là chiều từ trước, sau, và phải trái này. Đấy. Trước sau và phải trái như thế thì còn khi thở ra rồi khi thở ra cố sức nữa. Đấy. Chúng ta sẽ từng xem xét từng trường hợp. Đối với khi mà trường hợp hít vào thì có ba chiều, đó chiều từ trên xuống dưới, tăng là nó nhờ cơ cơ hoành nó co, cơ hoành chứ tức là cái cơ này, cơ hoành nó co. Đấy. Và cơ hoành hình vòm có đỉnh quay lên trên phía trên, ngăn cách lồng ngực với ổ bụng. Đây, đỉnh là nó quay phía trên, ngăn cách lồng ngực với ổ bụng, miêu tả rất rõ. Và khi cơ hoành co, đỉnh vòm sẽ bớt cong và hạ xuống phía dưới. Khi mà nó co thì sẽ đỉnh vòm sẽ bớt cong và hạ xuống phía dưới. Do đó khi mà hít vào thì thở tích lồng ngực nó sẽ tăng. Đó, khi mà hít vào thì thở tích lồng ngực nó sẽ tăng, đồng thời bụng sẽ phình to ra do các nội quan trong ở bụng ấy bị dồn ép lại. Bụng phình to ra là do các nội quan. Bị dồn ép lại. Và chiều thứ hai là chiều từ sau, trước sau phải trái, đó là khi hít vào thì các cơ liên sườn ngoài, cơ liên sườn ngoài đâu, cơ liên sườn ngoài đây, khi hít vào đây, hít không khí vào, cơ hoành nó sẽ ép xuống, nó lõm xuống dưới, và thể tích phổi sẽ tăng lên, làm cho các cơ liên sườn ngoài vừa co vừa nâng lên, tức là khi hít vào đây, các cơ liên sườn ngoài này, đây, cái hình mũi tên đỏ đó, thì nó sẽ tăng lên và nó nâng, vừa nâng xương sườn ra phía trước và vừa giãn rộng ra hai bên. Nó nâng xương sườn ra phía trước và giãn rộng ra hai bên, làm cho thể tích lồng ngực tăng lên theo cả hai chiều. Như vậy khi hít vào thì thể tích lồng ngực sẽ tăng lên và phổi cũng tăng theo, tạo điều kiện cho luồng khí đi vào các phế nang. Thì khi hít vào thể tích lồng ngực tăng lên và phổi cũng tăng theo, tạo điều kiện cho luồng khí đi vào các phế nang, tạo cho khí nó đi vào các phế nang. Đây, phế nang đâu, đây là chính là phế quản này. Phế nang là ở hai bên dọc đấy, phồng to lên đây. Phế nang là ở khu vực đây và khu vực đây là phế quản, được ngăn cách bởi và khi thở ra thì khi mà hít vào thì nó là giãn ra, hít vào giãn ra, lồng ngực sẽ trở lại cái thế nghỉ ngơi, nó sẽ trở lại thế nghỉ ngơi ban đầu, và thể tích lồng ngực nó sẽ giảm xuống, làm cho phổi cũng hẹp xuống, đẩy không khí ra ngoài, phổi sẽ bị xẹp xuống và nó sẽ đẩy không khí ra ngoài. Sự giảm thể tích của phổi là còn do tính đàn hồi của chính nó nữa. Sự giảm thể tích của phổi là còn do chính tính đàn hồi của nó nữa. Như thế thì việc thở ra cố sức, xem xét sự thở ra cố sức nó như thế nào. Đó là nếu mà thở ra cách cố sức ấy, thì một số cơ tham gia nó sẽ làm hạ hạ thấp thêm xương sườn mà nó đẩy cơ hoành lên cao. Thở ra cố sức thì nó sẽ hạ thấp thêm xương sườn. Đây, khi mà thở vào,
khi thở ra đây. Khi không khí thở ra thì các cơ nó bị xẹp xuống. Đấy, thấy cái phổi xẹp xuống. Cơ hoành nó sẽ được nâng lên. À, cơ hoành nó giãn ra, nó đi đi lên đấy. À, tuy nhiên nếu mà thở ra cố sức thì một số cơ tham gia sẽ làm hạ thấp xương sườn và đẩy cơ hoành lên cao. À, cơ hoành nó đẩy lên cao, tức là đây nó tiếp tục đẩy lên cao, lồng ngực tiếp tục xẹp xuống. Và khi nặng thì đối tượng sẽ hít vào sâu và đóng thanh môn rồi cố thở ra tối đa để tạo áp suất lớn trong lồng ngực đẩy vào cơ hoành. Nó sẽ tạo ra một áp suất lớn trong lồng ngực và nó sẽ đẩy cơ hoành. Các cơ hoành ở thành bụng sẽ co lại và ép vào nội tạng bên trong bụng, tạo lực đẩy nước tiểu và phân ra ngoài. Tức là các cơ ở thành bụng ấy nó sẽ co ép vào các nội tạng ở trong bụng và tạo lực đẩy nước tiểu phân để ra ngoài. Khi sản phụ rặn thì phải co cơ hô hấp để trợ giúp tử cung đẩy thai ra ngoài. Còn khi ho thì ho là một chuỗi phản xạ kế tiếp nhau do bị kích thích ở đường dẫn khí, kích thích ở đường dẫn khí. Đầu tiên thì sẽ phải hít vào thật sâu, sau đó đóng thanh môn lại, nhớ là phải đóng thanh môn lại. Đấy, rồi lại thở mạnh ra, tạo ra một áp suất lớn ở trong lồng ngực, rồi thanh môn đột ngột mở ra, tạo một luồng không khí có áp suất cao với tốc độ nhanh qua miệng, có tác dụng đẩy các vật lạ bên trong đường hô hấp ra ngoài. Còn khi hắt hơi thì cũng tương tự như ho, nhưng luồng không khí có áp suất cao đi qua mũi đẩy các vật lạ ra ngoài. Còn khi nói thì động tác thở gây ra rung động dây thanh âm. Khi nói sẽ nó gây rung động thanh âm và cử động phối hợp với lưỡi và môi để phát ra âm thanh. Nói và hát là động tác của bộ máy hô hấp, nhưng có ý nghĩa đặc biệt của trong đời sống của con người, nó giúp được chúng ta giao tiếp được. Như vậy thì nhớ là khi mà thở ra cố sức thì nó sẽ đẩy cơ hoành lên cao và nó hạ thấp xương sườn xuống. Một số động tác đặc biệt hô hấp đặc biệt, ví dụ như là rạng, ho, hát hơi, rồi nói. Như vậy kết thúc cái bài mà sự thay đổi thể thức lồng ngực trong các cử động hô hấp tại đây.